chào các mẹ trong toàn bộ thai kỳ cũng như là sau sinh. Chắc hẳn rất nhiều mẹ cảm thấy đau mỏi những vùng như là cổ, vai, gáy hoặc lưng hông. Thậm chí rất là nhiều mẹ bầu có tình trạng là mất ngủ, căng thẳng. Còn đối với mẹ sau sinh, cái việc mà giảm eo này, giảm mỡ bụng này chắc chắn là một vấn đề luôn luôn khiến các mẹ đau đầu. Vì thế nên các mẹ cố gắng mình sẽ chăm sóc những liệu trình bầu và sau sinh từ sớm để cho vóc dáng, làn da cũng như sức khỏe của mẹ được cải thiện, được đảm bảo. Ngoài những sản phẩm có tác dụng tốt cho sức khỏe của mẹ bầu và mẹ sau sinh như là thảo dược ngâm chân này, mặt nạ thảo dược trắng hồng, kem massage tan mỡ, kem latex, thì sản phẩm muối thảo dược Bảo Hà cũng là một trong những sản phẩm được ưa chuộng nhất. Đây là sản phẩm có rất nhiều tác dụng đối với sức khỏe của mẹ bầu và mẹ sau sinh, cũng như là đối với những người già thường xuyên đau mỏi xương khớp hay những người bị mất ngủ lâu ngày. Trong video hôm nay, Bảo Hà Spa sẽ giới thiệu với các mẹ những công dụng cũng như cách sử dụng của sản phẩm muối thuốc bắc Bảo Hà để cho các mẹ có thể sử dụng một cách hiệu quả nhất, tối ưu nhất. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Như các mẹ đã thấy, một túi muối thảo dược Bảo Hà sẽ được đóng túi như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ cùng mở ra xem nha. Một túi muối thảo dược thuốc bắc của Bảo Hà Spa sẽ có túi đựng như thế này. Trên tay tôi đang cầm là túi muối thảo dược đã được hút chân không để bảo quản tốt hơn. Mỗi túi muối như thế này sẽ có hạn sử dụng trong vòng 6 tháng kể từ ngày sản xuất. Muối thảo dược thuốc bắc Bảo Hà được chiết xuất từ các loại thảo dược thiên nhiên như muối, gừng, nghệ, ngải cứu, địa liền, quế hồi và nhiều vị thuốc bắc khác. Nên các mẹ hoàn toàn có thể yên tâm đây là một sản phẩm đặc biệt lành tính, an toàn và không gây ảnh hưởng đến nguồn sữa mẹ. Và đây là một sản phẩm đính kèm không thể thiếu khi sử dụng muối, có tên là túi vải đựng muối. Túi vải này có khóa kéo tiện lợi. Trong quá trình sử dụng muối, các mẹ sẽ cho toàn bộ muối từ túi ni lông vào túi vải này để sử dụng. Vì muối thảo dược Bảo Hà có rất nhiều lợi ích cho cả mẹ bầu, mẹ sau sinh, người thường xuyên bị đau nhức xương khớp, mất ngủ, nên Bảo Hà Spa sẽ giới thiệu chi tiết từng công dụng của sản phẩm cùng cách sử dụng riêng cho mỗi trường hợp. Cụ thể như sau. Công dụng đầu tiên cũng là công dụng được các mẹ quan tâm nhất, chính là hỗ trợ làm săn chắc và thon gọn vùng bụng, kích thích tuần hoàn máu, đào thải nước, hỗ trợ giảm mỡ thừa. Đặc biệt với các mẹ sau sinh sẽ có tác dụng giữ ấm, giảm cơn đau dạ con và giảm nhăn cho vùng bụng. Với công dụng này thì khi sử dụng, các mẹ bỏ toàn bộ muối từ túi ni lông vào túi vải, quay trong lò vi sóng khoảng 2 phút. Lưu ý khi quay trong lò vi sóng, các mẹ nên để muối ở trong hộp nhựa, tránh tình trạng han rỉ lò vi sóng. Sau đó, các mẹ nằm úp bụng lên túi muối hoặc chườm túi muối lên bụng. Để đạt được hiệu quả giảm eo tối ưu, các mẹ nên kết hợp sử dụng cùng với các sản phẩm hỗ trợ khác như kem massage tan mỡ, đai quấn nóng, gel latex 25 xương. Một lưu ý đặc biệt quan trọng đó là muối thảo dược sẽ áp dụng sử dụng cho các mẹ sau sinh thường từ 7 đến 10 ngày và sau sinh mổ từ 20 đến 25 ngày. Với các mẹ sinh mổ, chúng ta nên đặt muối cách vết mổ ít nhất 3 cm. Công dụng thứ hai, ngoài tác dụng giảm eo, giảm mỡ thừa sau sinh thì muối thảo dược Bảo Hà còn có tác dụng giảm đau mỏi các vùng cổ, vai, gáy, lưng hông. Với người cao tuổi, mẹ bầu, mẹ sau sinh hay dân văn phòng thường xuyên ngồi nhiều thì túi muối này thực sự rất cần thiết. Vì sản phẩm này có chiết xuất thiên nhiên và chườm hoàn toàn ngoài da nên mọi người có thể chườm muối lên bất cứ bộ phận đau nhức nào. Tốt nhất nên duy trì thói quen chườm muối đều đặn một lần một ngày để tốt cho sức khỏe. Công dụng thứ ba, muối thảo dược có thể dùng để ngâm chân giúp lưu thông tuần hoàn máu, giảm phù nề, căng cứng chân trong giai đoạn mang thai của các mẹ bầu, cũng như hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, giảm tình trạng mất ngủ thường xuyên, cơ thể đau yếu triền miên ở người già. Các em bé cũng có thể ngâm chân cùng ông bà, bố mẹ giúp bé ngủ ngon hơn, giảm mỏi chân sau một ngày dài chạy nhảy. Rất nhiều mẹ của Bảo Hà thích cho bé ngâm chân cùng, vừa vui vừa khỏe. Để sử dụng muối cho công dụng này, rất đơn giản thôi ạ. Các mẹ cho 2 thìa muối to như thế này, hòa cùng nước nóng già để ngâm chân. Duy trì đều đặn mỗi ngày sẽ có hiệu quả tốt nhất. Nếu không có thời gian, các mẹ hãy ngâm chân 3 lần một tuần cách nhật. Các mẹ có thể tham khảo thêm sản phẩm bùn ngâm chân Laika của Bảo Hà để việc ngâm chân được dễ dàng hơn, thuận tiện hơn và hiệu quả hơn với những chức năng như là tự làm nóng, sục khí, đèn hồng ngoại và massage.